độc giả của kênh thông tin Hai Vi Tin. Hôm nay Rubidon rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình TVO. Rubidon sẽ đưa các bạn đến với triển lãm tranh 3D lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và bây giờ các bạn hãy cùng Rubidon khám phá thế giới tranh 3D vui nhộn này nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Văn Lộc, một hướng dẫn viên của phòng tranh 3D, để được anh cho biết về cách thưởng thức tranh 3D như thế nào nhé. Chào anh có thể nói cho các bạn độc giả của Hai Vi Tin hiểu về nghệ thuật tranh 3D được không? Chào em và xin chào tất cả các bạn độc giả của kênh thông tin Hai Vi Tin. Hôm nay anh rất là vui khi được làm hướng dẫn cho các bạn đến đây tham quan phòng tranh 3D của mình. Và đầu tiên để các bạn hiểu thêm về cái nghệ thuật chiếc y ạc là gì thì mình xin giải thích về chiếc y ạc. Chiếc y ạc ở đây có nghĩa là nghệ thuật đánh lừa thị giác của mình qua những bức tranh. Những bức tranh này rất vui. Các bạn ơi, các bạn cũng đã biết thì Thiên Sơn Plaza rất là rộng lớn và phòng tranh của mình thì cũng chiếm gần hết cái diện tích ở tầng trệt rồi. Và cái diện tích phòng tranh của mình là khoảng 1.200 m². Trong phòng tranh của mình thì gồm có 57 tác phẩm, do nhiều cái họa sĩ cùng với nhau để phối hợp với nhau để mà vẽ lên những tác phẩm này, họ thổi hồn vào những bức tranh đó. Và họa sĩ thì gồm có 65% là họa sĩ Hàn Quốc và còn lại là họa sĩ Việt Nam. Họ vẽ ra những bức tranh rất là thật để mình có thể vào đây chụp cùng với những nhân vật trong tranh để thể hiện lên những cái gì gọi là rất là mình nhìn thấy. Từ những bức tranh đó chúng ta có thể tạo ra nhiều cái kiểu vui nhộn, thích thú hơn để các bạn chụp lên nhiều bức ảnh làm kỷ niệm đối với gia đình và bạn bè hoặc là người yêu các bạn. Và đây là sau lưng mình là một bức tranh rất là tiêu biểu, các bạn hãy cùng mình xem thử bức tranh sau lưng. Xin chào các bạn, và đây là bức tranh tiêu biểu của phòng tranh mình, đó là vị thần rượu. Và đó là một giới hạn của bức tranh. Giới hạn của bức tranh thì thường thường có chỉ có một trong khung tranh, nhưng mà đối với tranh 3D thì họ không có giới hạn đó, họ vẽ vượt ra ngoài bức tranh. Và bây giờ mời bạn Lan nè, bạn thử vào để tạo kiểu cho những cái bạn bên trên Hai Vi Tin chúng ta hãy cùng xem thử bức tranh để khi chúng ta chụp hình nha. Rồi mời bạn Lan, bạn ngồi xuống đây. Rồi để tay như vậy. Đó chúng ta có thể cái kiểu rất là đơn giản, nhưng khi chúng ta chụp hình thì chúng ta thấy rất là thật, giống như nước đang chảy vào tay chúng ta vậy đó. Và các bạn ơi, khi chúng ta nhìn vào bức tranh chúng ta không biết những động tác mà để thế nào chụp hình đẹp hơn á, thì chúng ta phải dò vào kế bên bức tranh. Họ sẽ có những tấm ảnh mẫu của những anh chị nghệ sĩ, họ sẽ chụp hình rất là vui nhộn. Chúng ta có thể từ những động tác này chúng ta sáng tạo thêm nhiều động tác mà chúng ta thích và thật hơn. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên một điều là khi chúng ta đến phòng tranh 3D thì chúng ta hãy nhớ đem theo máy ảnh sạc thật nhiều pin, và các bạn có thể đem theo nhiều ảnh. Và đi đến đây thì chúng ta đi với gia đình, người yêu, bạn bè, chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Xin chúc các bạn có nhiều thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại phòng tranh 3D Thiên Sơn Plaza.